Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, dù gây ra tội ác động trời khiến người mất mạng, người mất chồng, cha mất con, thế nhưng đứng trước vành móng ngựa, ba đối tượng dường như không một chút ăn năn. Hơn cả còn rung chân cười khẩy. Điều này khiến nhiều người vô cùng căm phẫn. Phiên tòa vừa kết thúc, hàng trăm người dân xóm 6 trở về làng, phẫn nộ đòi xóa sổ gia đình bị cáo khỏi địa phương. Theo cáo trạng, trước đó Dương Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 1990, con trai Nguyễn Văn Long và Phan Văn Hùng, sinh năm 1992, con ông Phan Văn Phú ở cùng xóm, nảy sinh mâu thuẫn và đánh nhau, dẫn đến Hoàng bị một vết sẹo nhỏ ở trên trán. Trưa ngày 20 tháng 4 năm 2012, sau khi ăn cơm uống rượu ở nhà, bỗng nhiên Nguyễn Văn Long quay sang nhìn vết sẹo trên mặt Hoàng rồi chửi: "To đầu mà còn để nó đập cho nát mặt ra." Thấy vậy, Hoàng đáp lại: "Bố đừng khích con." Bất ngờ, Long đứng dậy tuyên bố: "Giờ tao lên tính sổ với thằng Phú." Nói dứt câu, Long lấy một chiếc rùi đục, một con dao quắm đi sang nhà ông Phú. Hoàng cũng vội cầm một ống tuyếp nước đi theo cha. Thấy thế, hai con trai của Long là Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1997, và Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1995, cũng cầm dao bấm chạy theo. Thấy cha con Long cầm hung khí sang gây sự, ông Phú đang ngồi trên giường bật dậy, cầm con dao dưới gầm giường cố thủ. Long xông vào, ông Phú dùng dao chém, nhưng Long tránh được và cầm chiếc rùi đục đâm ông Phú. Hoàng cầm ống tuyếp sắt đánh liên tiếp vào người ông Phú, khiến con dao trong tay ông bị rơi ra. Long liền nhặt con dao chém ông Phú. Nguyễn Văn Tú xông tới dùng dao bấm đâm, khiến ông Phú ngã xuống nền nhà. Riêng Nguyễn Văn Tuấn đứng ngoài cửa, cầm điện thoại để cảnh giới. Đang rửa bát ngoài sân giếng, nghe tiếng động trong nhà, bà Hồ Thị Hạnh, sinh năm 1963, vợ ông Phú, vội vàng chạy vào thì thấy cha con Long đang quay ra sân bỏ đi. Trên tay vẫn cầm con dao còn dính máu. Chạy vào nhà, thấy ông Phú nằm bất tỉnh dưới đất. Bà Hạnh vội vàng kêu mọi người đến đưa ông Phú đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên ông Phú đã tử vong do sốc choáng, mất máu nặng, nứt vỡ xương hộp sọ. Sau khi gây án, bốn cha con Long bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 21 tháng 4, khi cha con Long đang chuẩn bị lên xe khách vào miền Nam thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Với hành vi côn đồ trên, bốn cha con Nguyễn Văn Long, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Hùng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An khởi tố về tội giết người. Sáng ngày 28 tháng 9 năm 2012, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã xét xử sơ thẩm vụ án giết người mà bốn cha con Long đều là bị cáo. Bất chấp cơn mưa tầm tã, gần 300 người dân xã Tân Sơn đã tình nguyện nghỉ phiên chợ 5 ngày mới có một phiên, góp tiền thuê 6 chiếc ô tô loại lớn, dậy từ 3 giờ sáng để kịp xuống thành phố Vinh tham dự phiên tòa. Do số người tham dự quá đông, lại trong trạng thái hết sức phẫn nộ, bức xúc về hành vi của cha con Long, nên hội đồng xét xử phải yêu cầu đóng cổng tòa án, tăng cường cảnh sát bảo vệ, đồng thời bắt loa ra ngoài đường để những người không được vào hội trường xét xử có thể theo dõi diễn biến phiên tòa. Không khí bên trong phòng xử vô cùng nóng. Trước sự phẫn nộ của người nhà bị hại và nhiều người dân quá khích, phiên tòa phải nhiều lần tạm dừng để ổn định trật tự. Sự bức xúc của người dân càng lên tới đỉnh điểm khi Nguyễn Văn Long liên tục chối tội. Không những vậy, hắn còn quay xuống cười mỉa, đứng rung chân trước vành móng ngựa. Ngứa mắt trước hành động của hắn, nhiều người dân định xông lên đòi xử cha con Long theo luật đời. Phía bị hại đề nghị tòa phải tử hình Nguyễn Văn Long, đồng thời yêu cầu phía bị cáo bồi thường hơn 1,4 tỷ đồng. Hội đồng xét xử phân tích, mặc dù là một người cha có nghĩa vụ phải dạy dỗ con cái, nhưng bị cáo Nguyễn Văn Long chẳng những đã không làm tròn bổn phận của mình trong việc gương mẫu khuyên can con phải biết nhẫn nhịn, hành xử đúng cách, mà ngược lại còn kích động lôi kéo ba đứa con thành đồng phạm giết người. Nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của ông Phú là do nhát dao của Long đâm trúng ngực, chém vào đầu nạn nhân, cho nên Long phải chịu trách nhiệm chính. Từ những nhận định trên, hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Long mức án tù chung thân, Nguyễn Văn Hoàng 13 năm tù, Nguyễn Văn Tú
9 năm tù đều về tội giết người. Riêng Nguyễn Văn Tuấn lúc phạm tội chưa đủ tuổi thành niên, không trực tiếp tham gia giết ông Phú nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ và phải chịu mức án 3 năm tù, cho hưởng án treo và thử thách tại địa phương 5 năm. Ngoài ra, tòa còn buộc các bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 111,5 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi mẹ của nạn nhân mỗi tháng 1 triệu đồng cho đến khi qua đời. Trở về gia đình nạn nhân sau một ngày diễn ra phiên tòa, biết có phóng viên đến thu thập tin tức, hơn 50 người dân xóm 6, xã Tân Sơn đã kéo đến tập trung tại gia đình nhà bà Hồ Thị Hạnh, vợ ông Phú, phản ứng rất quyết liệt mức án dành cho các bị cáo, vì họ cho rằng đó là những hình phạt quá nhẹ. Bà Hạnh cho biết, nguyên nhân chính của sự việc này là ngày 25 tháng 1 năm 2012, tức ngày mùng 3 tháng 1, Tết âm lịch. Phan Văn Hùng, con trai của bà, và Nguyễn Văn Hoàng, con trai của Long, cùng nhau đi chơi Tết, uống rượu tại nhà bạn. Do người này uống hết mà người kia uống không hết chén rượu, dẫn đến giữa Hùng và Hoàng xảy ra xô xát. Hùng cầm bát lia vào trán Hoàng gây chảy máu, rách một vết nhỏ chừng 1 cm. Để giữ hòa khí láng giềng, sau đó ông Phú đã dẫn Hùng sang nhà Long xin lỗi Hoàng. Tại đây, Long bắt Hùng phải quỳ dưới đất, chửi bới, mạt sát, rồi cầm chén nước chè nóng hắt vào mặt Hùng. Thế vậy, ông Phú vẫn cố nhẫn nhịn cho êm chuyện. Sau đó, gia đình bà Hạnh phải mời công an xã đến làm cam kết bồi thường cho gia đình Long gần 13 triệu đồng. Khi nhận tiền, Long bắt ông Phú quỳ dưới đất, đưa hai tay hắn mới chịu nhận. Thế nhưng hai ngày sau, bỗng nhiên Long xe ít, mang tiền trả lại rồi tìm cách gây gổ. Khoảng 16 giờ ngày 3 tháng 3 năm 2012, biết ông Phú đi mua trâu, vợ chồng Long cầm dao chặn đường đe dọa giết, khiến ông Phú sợ hãi phải vào nhà một người quen ở xóm 5 để trốn. Chưa dừng lại, những ngày sau, Long còn cùng vợ, con nhiều lần cầm dao, gậy, dùi đục sang đập phá tài sản nhà ông Phú, bóp cổ, đe dọa giết vợ chồng ông. Bà Hạnh chưa biết, nhiều lần công an xã đến lập biên bản, Long còn thách thức đe dọa giết cả công an. Ai vào can, hắn cũng dọa giết. Biết bố con Long chí phèo như thế, nhưng chẳng ai ngờ, đã gần 4 tháng kể từ ngày xảy ra sự việc hai thanh niên xô xát, vào trưa ngày 20 tháng 4 năm 2012, Tề Long đã cầm đầu lũ con sang lấy mạng hàng xóm. Được biết, cha con Long thuộc thành phần xã hội đen ở xóm, đã không có cống hiến đóng góp gì cho cộng đồng, lại lười làm, lại có tính hay ăn cắp vặt. Nhiều gia đình trong xóm bị cha con hắn lấy trộm hoa quả, gà vịt, nhưng không ai dám tố cáo, vì sợ cha con hắn mang dao đến nhà dọa giết hoặc phá hoại hoa màu ngoài bãi. Rất nhiều hộ dân ở xóm 6 đã từng khổ sở vì cha con Tê Long. Ngày cha con Long bị bắt, người dân ở đây mừng ra mặt vì đã thoát khỏi sự đe dọa của con ác quỷ. Tuy nhiên, Long đã thoát án tử hình, khiến các hộ dân rất bức xúc. Họ đã cùng nhau làm đơn, đồng loạt ký gửi đến cơ quan chức năng đề nghị xử tử Long. Chúng tôi đề nghị tòa phúc thẩm phải tuyên phạt tử hình Tê Long. Thật lòng, chúng tôi muốn xóa bỏ vĩnh viễn gia đình hắn khỏi cái xóm này, những người dân bức xúc bày tỏ. Cũng theo người dân địa phương, kể từ khi bốn cha con Long bị bắt, vợ con hắn ở nhà bị hàng xóm cô lập, ghét bỏ, nhiều khả năng phải bỏ làng mà đi. Những thông tin trên cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.